tay. Ok, em phải nói chào chứ em phải tay không. Anh bảo tay thì em phải tay. Ok, xin kính chào các bạn, các vị. Chào mừng các bạn đến với lại kênh của mình. Và cũng như hôm nay mình sẽ mang đến một người đẹp, đó chính là bạn Lena. Và quan trọng hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau làm gì Lena nhỉ? Chúng mình sẽ cùng nhau làm một cái gì đấy cùng nhau. Ok, bọn mình sẽ cùng nhau chơi một trò chơi. Đó là Dumb Way to Die. Em đã biết về trò chơi này chưa? Em chưa. Trò chơi này về cơ bản là sẽ nói cho các bạn về rất nhiều cách chết ngu si ở trong cuộc sống. Ai chết nhiều hơn thắng đúng không? Cái này chỉ giới hạn 3 lần chết thôi. À, okay. Thế thì trò chơi này đó là trong số 3 lần chết đấy, ai đạt được điều nhiều điểm nhất thì người đấy sẽ giành chiến thắng. Okay. Và chúng ta đã quyết định với nhau từ khi nãy là ai thua thì sẽ bị vẽ lên mặt bằng son chỉ một nét duy nhất, đúng không? Thế nhớ chùi hết trang điểm này em xấu hay sao? Video anh sẽ nhiều view hơn vì đã bóc lộ bộ mặt thật của em. Thế nhá, ok, đập tay. Rồi, tao bảo đập tay thôi mà. Kiểu là đối tượng friend zone vậy. Rồi, tí nữa mình sẽ thi đấu ở đây nhá. Kìa. Vuốt, vuốt, vuốt. Cái gì? Vuốt đi, vuốt đi, vuốt đi. Vuốt cái gì? Đứng mất. Em liếm mất rồi. Sao để không liếm được nó cứ... Đừng đụng vào. Ok, em chết. Nhưng mà em vẫn thắng. Ok, đấy là demo nhá. Ok. Trời rồi, kết quả rồi, đưa son đây. Demo. Không demo. Vừa bảo là demo rồi. Anh điêu thế, em không chơi anh đâu. Round 1. Không được vẽ cu, không được vẽ cu, không được vẽ cu. Không có cu, không có cu. Rồi sao nữa? Trà sát là chuyện của mình. Thấy không? 600 rồi. Anh trà cái gì sao? Anh cảm thấy anh là người chiến thắng. Ăn gian gì đã... Anh ăn gian một sư. Không hề ăn gian. Anh chỉ có ăn thịt người thôi. Úi. Úi. Nó nhanh quá. Thịt bạch chim. Well done. 1000. 1300. Excellent. Bây giờ em cũng đánh chim với thôi. APL. Có chim phải đánh chứ. Vuốt 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 vuốt. Vuốt cái gì? Vuốt đúng rồi đấy, vuốt như thế. Đừng để xuống thấp quá. Rồi ok. Pussy. Em xin lỗi em hôn ích của anh. Finish him. Một con cu sẽ xuất hiện trên mặt anh. Ta-da-da-da. Toàn cái gì? Không thể. Trò chơi này mày hack đúng không? Đúng. Có tớ ơi cứ tao. Cuối cùng là mình đã thắng cuộc rồi. Hãy dành một tràng vỗ tay cho người chiến thắng. Còn phản chắc ta sẽ không trả lương cho mày nữa. Đây là thỏi son mà mình đánh trên môi hàng ngày. Bây giờ trên vầng trán của anh sẽ có nụ hôn của em. Em sẽ vẽ con khác nhá. Ok. Trừ con cu, tao có một cái cu được rồi. Wow. Ê, cái gì vậy chúng anh? Wow. Cái gì vậy Tú? Nó không phải là con cu đâu. Thế tăng. Round 2. Rồi chúng ta sẽ đi đến với trò chơi thứ hai để mình gỡ nhục. Thì trò chơi này là Duo Otter. Trò này cũng một cách chơi rất là dễ. Bây giờ nha, cái này giới hạn ấy là chỉ có chơi với đến trạm 3 thôi. Trên màn hình sẽ xuất hiện những con ếch và em bấm mũi tên lên hoặc xuống để đếm số ếch đấy. Ví dụ như là có 4 con thì em sẽ bấm 1, 2, 3, 4. Và em bấm vào cái số đấy để xác nhận đây là 4 con, hiểu chưa? Đừng lúc đấy lại bảo không biết cách chơi. Carasso. Yes! Sao em không bấm kịp? Anh nhanh hơn. Ui. Tôi đã thấy mùi vị chiến thắng rồi. Em không chơi nữa. Này, không có chuyện đấy đâu. Ơ, sao này nó lại ấy số lại từ đầu này. Nó cộng lại em mới chỉ ăn được 6 con ếch thôi, anh ăn được tận 41 con ếch. Em ơi, anh ăn ếch cả sợ thế. Em là người lương thiện như này, em không ăn ếch. Nếu là trò đấy thì auto em thua đúng không? Em dốt toán mà. Đúng. Một bí mật về Lena, dốt toán lý hóa. Trò này mình còn thua đâu. Yes! Lần nào chơi trò này mình thua. Yes! Nó lại chấm bên kia nhỉ? Yes! Anh ta chơi trò này tôi thua thôi. Yes! Thua rồi. Yes! Cô hội vẫn còn. Yes! Hết rồi. Cô hội hết rồi. Yes!
Tại sao nó toàn hiện bên này nhở? Tao thề cho nó đi vãi luôn. Tao sợ quá men. Thắng ơi! Tay anh xui quá. Em toàn thua thôi. Ui nhanh quá. Ui mẹ ơi. Ui bố ơi. Ô bà nội ngoại ơi. Ui các cháu ơi. Ủa xong rồi. Ơ thế là ai thắng? Ba ai thắng? Không biết. Nhanh quá. Sao con này nó không bị chóng mặt? Con đi đi. Vừa nói xong. Chưa chóng mặt à? Tao cứ hỏi là nó thua. Anh thôi đi. Chóng mặt chưa em? Chưa chóng à? Tát bóng đi em. We are the champions. We. Mình sẽ vẽ cho Lena một loài động vật mà trước sau thì em sẽ gặp. Nhưng mà chán em cao lắm. Chán cao càng tốt chứ sao. Vẽ cu càng càng nổi bật. Em sẽ vẽ một nét duy nhất focus vào con cu của anh nè. Anh vẽ ít thôi không hết son nhé. Em yên tâm. Hết son đây sẽ nhờ người khác mua. Thật anh vẽ con cu gì mà ngắn thế. Rồi anh vẽ. Nhưng mà con cu của anh tròn vo thôi. Con cu của anh nó cái gì mà mó ấy. Đó. Trời nó có vẽ con cu thật. Bên này con cu béo mó hơn bên này kiểu con cu tròn ấy. Đây là dấu hiệu của một người không biết gì về cu và vẽ cu như vậy. Cu này ngắn mà. Thế có lẽ anh vẽ là quan đến tận lên đỉnh đầu em à? Hả? Em muốn cái cu dài lên đỉnh đầu không? Ok thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã đi đến với cái thử thách cùng với Lena là chơi hai trò chơi solo. Thì mình đã thắng một trò, Lena cũng thắng một trò. Lena đã do có luyện tập trước trò kia nên mà mình nhiều thôi. Không có luyện tập. Em chơi thật mà. Và các bạn đừng quên subscribe kênh của Lena để xem những bài hát của em. Cho không thanh chủ hát một bài gì tặng mọi người gì. Bài Lạc Trôi đi. Sao ok đây? Các bạn vào kênh của Lena để không được nghe bài Lạc Trôi và nghe rất nhiều các bài hát khác. Và cảm thấy vui thì quên like, subscribe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye. Em nhớ selfie hình cái cu này xong đó đăng lên mạng em nhé. Ok, em phải selfie cùng anh chứ. Hai con cu rồi. But first, let me take a selfie.